Minh Trí và Phụ Miến chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Đam Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, khác với không gian phòng khách hay là không gian bếp gia đình của mình thì không gian phòng ngủ cũng cần đầu tư, và đặc biệt là chúng ta đang quan tâm làm sao để có được một tấm nệm chất lượng. Ngày hôm nay trên kênh mua sắm VTV Đam Shopping, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc nệm gọn ép gấp 3 của thương hiệu Silva. Và khi quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn sở hữu một chiếc nệm gọn ép gấp 3 của thương hiệu Silva thì chúng ta sẽ rất là tiện lợi, dễ dàng di chuyển nó ở nhiều gian nhà khác nhau. Những khi mà chúng ta cần chuyển nhà nè, hay là một đôi vợ chồng mới cưới hay là các bạn sinh viên đều có thể là lựa chọn dòng sản phẩm này quý vị ạ. Chất liệu gọn ép rất là an toàn trong quá trình mà chúng ta sử dụng quý vị nhé, và nhẹ dịu cho làn da cùng với lại lớp gấp gấm bọc ở bên ngoài nữa chứ. Và khi quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này thì sản phẩm chính hãng được bảo hành lên đến là 5 năm trên toàn quốc, một thời gian lâu dài để chúng ta có thể là yên tâm sử dụng sản phẩm quý vị ạ. Và với màu sắc và kiểu dáng thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị các bạn chúng ta ngẫu nhiên về màu sắc cũng như là lớp vải gấm bên ngoài, nhưng đó đều là những cái màu sắc rất là tươi tắn bắt mắt ở trong không gian phòng ngủ của gia đình chúng ta, và tất cả đều là chất liệu gấm rất là mềm mượt. Và khi quý vị và các bạn chọn lựa được những chiếc nệm gọn ép gấp 3 của thương hiệu Silva thì chúng ta lại có thể chọn lựa được cả hai kích thước khác nhau quý vị và các bạn nha. Với kích thước 1m6 x 2m mức giá sẽ là 1.190.000 đồng, và 1m8 x 2m mức giá sẽ là 1.390.000 đồng. Cho cả hai kích thước đều được bảo hành trong vòng 5 năm. Và nếu như đặt hàng thành công thì trong chương trình này chúng ta còn có thể mang về nhà thêm quà tặng hấp dẫn. Chúng ta sẽ có thêm đó chính là hai chiếc mền tuyết quý vị các bạn nha. Chúng ta sẽ có thể là sử dụng dễ dàng đắp giữ ấm cho cơ thể của mình rất là dễ chịu luôn. Kích cỡ của mền là 1m6 2m quý vị các bạn ạ. Và quà tặng số lượng có hạn cho nên là quý vị hãy nhanh tay lên để chúng ta có thể là lựa chọn sản phẩm chính. Có một chiếc nệm gấp 3 rồi, chúng ta có thêm là hai chiếc mền nữa, tiện lợi sử dụng trong không gian phòng ngủ của gia đình mình quý vị nha. Ngay bây giờ hãy nhanh tay nhấc máy thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với chúng tôi tại vtvhyundai.vn. Trong gia đình của mình, quý vị và các bạn đang cần có những chiếc nệm mà chúng ta có thể tận dụng ở mọi không gian khác nhau, có thể là phòng khách, có thể là không gian phòng ngủ, hay là ở ngay cả sàn nhà như thế này, cho cả đối tượng là những người lớn tuổi, ví dụ như là ông bà bố mẹ của mình trong những giấc nghỉ trưa. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Nam Shopping, chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là một tấm nệm gòn ép gấp 3 của thương hiệu Silva, một trong những thương hiệu đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc. Và cùng quay trở lại ngày hôm nay, không những là một chiếc nệm gòn ép mà chúng ta có thể tận dụng từ một chiếc nệm sẽ trở thành một chiếc ghế tựa sofa như thế này quý vị và các bạn nhé. Nệm gòn ép hay còn gọi là nệm bông ép là một trong dòng sản phẩm mà rất là nhiều gia đình chúng ta lựa chọn, bởi vì sử dụng đơn giản, chi phí tiết kiệm, dễ dàng di chuyển và sử dụng an toàn nữa chứ. Ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn ngay nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva. Dòng sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và miễn phí phí vận chuyển quý vị nhé. Nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ, sinh viên, công nhân viên, gia đình hay có khách đến chơi nhà. Sự lựa chọn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không gian. Hãy lựa chọn ngay nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, sản xuất ngay tại Việt Nam, 100% gòn polyester, gồm 2 lớp, lớp gòn nén 5cm và lớp vải gấm mát mịn bọc bên ngoài, dễ dàng giặt giũ và vệ sinh. Sản phẩm được mua lại nhiều nhất trên VTV Hyundai với nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva được bảo hành trong vòng 5 năm, 1m6 x 2m, 1.190.000 đồng, 1m8 x 2m, 1.390.000 đồng. Số lượng quà tặng có giới hạn, chỉ áp dụng trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Quà tặng đi kèm 2 mền tuyết và 1 chiếu điều hòa. Lựa chọn ngay sản phẩm chính để nhận thêm quà tặng tiện ích: 2 mền tuyết họa tiết hoa văn ngẫu nhiên, kích cỡ mỗi mền 1m6 2m, lớp bông mềm mịn tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Thêm một chiếu điều hòa là quà tặng hấp dẫn, chiếu được làm từ sợi mây mang lại cảm giác mát lạnh khi nằm, chất liệu tự nhiên giúp sản phẩm bền đẹp, an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh, tiện lợi cho những gia đình có trẻ nhỏ. Cơ hội chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với không gian phim trường của VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay. Có thể nói những chiếc nệm gòn ép hay còn gọi là nệm bông ép gấp 3 đã được rất là nhiều quý vị khách hàng chọn lựa. Hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với thương hiệu Silva. Ở bên ngoài thì quý vị và các bạn có thể quan sát là có một cái lớp vải gấm để mình có thể là bao bọc chiếc nệm như thế này, và dễ dàng mình có thể là vệ sinh giặt rửa khi mà chúng ta có khóa kéo mềm mại bảo bọc được cả một cái lớp gòn ở bên trong là lớp gòn nén với độ dày là 5cm quý vị nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì mình nằm lơ mình trên đó sẽ cảm nhận được sự êm ái, sự thoáng mát và dễ chịu. Đồng thời là với chiếc nệm này thì nó gấp làm 3, cho nên khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng nó sẽ rất là tiện lợi luôn. Tùy theo nhu cầu của mình mà mình có thể là gấp nó gọn lại hoặc mở nó bung ra như thế này. Khi mà mình mở bung ra thì chúng ta có thể là đặt ở trên mặt sàn nè, hay là đặt trên chiếc giường của gia đình mình và nằm lên đó lăn ngã trên đó rất là thoải mái như một chiếc nệm thông thường. Còn những khi quý vị muốn gấp lại thì sao? Có thể là dễ dàng mình nâng phần thân của nó lên như thế này đây để chúng ta biến nó thành là một cái chiếc ghế dựa quý vị nha, như là một cái chiếc sofa ngay ở gia đình của mình quý
vị và các bạn, chúng ta có thể là đặt nó tựa vào ở bên nhà tường nhà của chúng ta hoặc là quý vị các bạn chúng ta đặt xuống ở ngay sàn nhà quý vị nha. Còn nếu mà chúng ta muốn di chuyển nó ở trong nhiều không gian khác nhau, hoặc là những khi mà quý vị các bạn chúng ta chuyển nhà thì sao nào, chúng ta có thể là tiện lợi chúng ta gấp thêm một lớp nữa quý vị à. Chúng ta gấp thêm một lớp nữa thì nó gọn lại luôn, gấp được làm ba quý vị nha. Đó, và gọn như thế này để mình có thể là mình di chuyển nhấc nó lên, mình mang đi nhiều nơi, gọn nhẹ vô cùng luôn, hoặc là mình có thể là cất giữ ở trong nhà của mình, tiết kiệm không gian. Một giải pháp để quý vị và các bạn có thể là di chuyển chiếc nệm gòn ép gấp 3 này của thương hiệu Suva ở mọi không gian khác nhau. Mà nếu như mà mình muốn nằm ở trên sàn nhà, mình không muốn nằm ở trên giường chẳng hạn, thì mình cũng có thể là trải ra rất là đơn giản quý vị và các bạn nha. Mua nệm thì chúng ta đã có hai kích thước căn bản, đó là 1m6 hoặc là 1m8. Hôm nay mua nệm gòn ép gấp 3 của thương hiệu Suva thì quý vị và các bạn sẽ chọn lựa được cả kích thước khác nhau nữa quý vị nha. Khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn thì hoa văn màu sắc thì chúng tôi sẽ gửi ngẫu nhiên đến cho quý vị với cái lớp gấm ngoài như thế này đây. Nhưng mà quý vị yên tâm là cái lớp gấm ngoài này thì đều là những cái hoa văn màu sắc rất là tươi tắn và cái chất liệu vải gấm cực kỳ mềm mịn luôn, bao bọc rất là tốt cho phần nệm bông ép của chúng ta ở bên trong quý vị nha. Trẻ nhỏ trong gia đình của mình ngồi lên là nằm lên sẽ rất là thích cùng với cái chất liệu gấm cũng như là cái chất liệu bông ép nâng đỡ tốt ở bên trong luôn. Và dòng sản phẩm của chúng ta sẽ có nhiều kích cỡ cho quý vị lựa chọn. Quý vị và các bạn sẽ có thể chọn lựa với hai kích thước khác nhau. Nếu như gia đình của mình đang nằm với những chiếc giường là 1m6 thì mức giá sẽ là 1.190.000 đồng, hoặc là 1m8 x 2m 1.390.000 đồng. Và cho dù là bất kỳ sự chọn lựa nào, quý vị và các bạn đều được bảo hành trong vòng 5 năm. Như vậy là chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất là dài với chế độ bảo hành từ nhà cung cấp với thương hiệu Suva. Thương hiệu đã được rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Nam Shopping đã yêu thích về sản phẩm này rồi. Dễ dàng mình gấp làm ba và di chuyển ở bất kỳ không gian sống nào. Nếu như không phải là không gian phòng ngủ thì giờ đây cũng sẽ trở thành một chiếc ghế sofa như thế này quý vị nhé. Với chiếc ghế sofa này rất là thoải mái, được quý vị các bạn chúng ta có thể là đặt nó tựa vào ở tường gia đình của chúng ta. Rồi mình ngồi rất là dễ chịu luôn. Ở đây thì có thể là 4 người gia đình của mình ngồi lên thoải mái, và với cái chất liệu gòn đó thì nó sẽ nâng đỡ rất là tốt luôn quý vị các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có thể là quan sát được cái bề dày của nó quý vị nha. Bề dày là 5 cm. Ở đây quý vị đang nhìn hình ảnh là nó đang được gấp làm đôi. Phần bề dày dày hơn thì chúng ta có thể là ngồi lên luôn. Và với cái chất liệu bông ép hay còn gọi là gòn ép á, thì cái điểm mạnh của nó nâng đỡ tốt, nó êm ái, nó đàn hồi tốt, nhưng mà nó lại nhẹ. Cho nên là lúc mà mình di chuyển mình gấp ba lại rồi, hoặc là quý vị có thể là mở rồi gấp rồi thay đổi nó nhiều hình dáng khác nhau, nhưng mà không có quá tốn công sức quý vị ạ. Không có tốn quá nhiều thời gian và công sức để quý vị và các bạn có thể là di chuyển chiếc nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Suva này từ không gian phòng ngủ trở thành không gian phòng khách, khi chúng ta sẽ trở thành một chiếc ghế sofa. Hoặc là quý vị và các bạn có thể cảm nhận được là một cái phần cái lớp vải nhung ở bên ngoài như thế này quý vị và các bạn nha, rất là mát mịn, để đôi khi là chúng ta muốn giặt rửa vệ sinh với cái lớp vải này thì quý vị và các bạn đã có cái phần khóa kéo bên ngoài nữa Phụ Miễn ha. Và khi mà chúng ta có thể là vệ sinh cái lớp vải gấm thì quý vị các bạn chúng ta có thể là tháo rời với phần khóa kéo, sau đó là chúng ta có thể là đem giặt riêng rồi mình mặc lại với chiếc nệm của mình thì hình dáng nó vẫn như cũ quý vị ạ. Sử dụng cực kỳ tiện lợi luôn. Ở đây thì mình làm màu đỏ, ví dụ như mình làm sofa như thế này, hoặc là quý vị các bạn chúng ta có thể là trải xuống cái bề mặt sàn gia đình chúng ta. Nhiều gia đình thì cái diện tích không gian ở trong cái khu sinh hoạt nó nhỏ thôi, nhiều khi là mình không có dành riêng cho việc là phòng ngủ phải thật lớn nè, thì chúng ta muốn là có một cái chiếc nệm mình nằm mình ngủ mình nghỉ ngơi xong rồi mình gấp nó lại, mình cất gọn ở trong một góc thì chúng ta có thể đặt xuống ở phần sàn nhà để mình nằm nghỉ như thế này, sau đó mình gấp lại cất rất là tiện lợi. Nói về việc mà mình trải chiếc nệm bông ép gấp 3 trên sàn nhà thì mình chỉ để ý có một số gia đình mà chúng ta có trẻ em nhỏ thì bố mẹ cũng rất là quan tâm trong những cái độ tuổi mà các bé có thể là trường bò ở trên sàn nhà thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình tận dụng ngay với chiếc nệm bông ép gấp 3 có thương hiệu Suva thì sẽ cảm nhận được là các bé sẽ an toàn hơn ở trên chiếc nệm bông ép như thế này, với độ dày là 5 cm và chất liệu bên trong đó là gòn nén của mình và các bạn nha. Và đôi khi thì trẻ em có thể là tè dầm hay là vương vãi thức ăn lên trên, thì sau khoảng một thời gian khá dài thì bố mẹ đang muốn là vệ sinh với chiếc nệm gòn ép gấp 3 như thế này thì chúng ta sẽ đi kèm với cái phần khóa kéo quý vị và các bạn nha. Ở đây mình chỉ có thể là mở ra cái phần khóa kéo để quý vị và các bạn có thể là dễ dàng quan sát được. Ngay cả một cái lớp gòn nén ở bên trong như thế này đây là gòn nén 100% là chất liệu polyester, cảm nhận được rất là mềm mại và êm ái như thế này đây để nâng đỡ các bé trong những cái giấc ngủ trưa, hay là cả gia đình của mình có thể là một giấc ngủ ngon cả ban đêm nữa Phụ Miễn ha. Chắc chắn rồi, và nhiều gia đình chúng ta hay lựa chọn cái kích cỡ bề dày đó là 5 cm, bởi vì nó vừa phải để nâng đỡ cho cơ thể của mình, không có bị quá dày, không có bị quá mỏng, và đồng thời có quá trình chúng ta di chuyển, quá trình chúng ta làm vệ sinh cũng đơn giản nữa quý vị các bạn à. Và chúng ta đang cùng lựa chọn dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu Suva, một thương hiệu mà Phương Yến nghĩ nếu như quý vị thường xuyên theo dõi kênh VTV Hyundai Home Shopping thì chúng ta đã rất là quen thuộc với những dòng sản phẩm chất lượng của thương hiệu Suva rồi. Và với dòng sản phẩm nệm gòn ép này thì chúng tôi bảo hành cho quý vị các bạn lên đến là 5 năm quý vị nha. Một thời gian bảo hành rất là lâu dài, và cái thời gian thực tế chúng ta sử dụng những chiếc nệm bông ép như thế này đây lại còn lâu dài hơn thế rất là nhiều nữa. Và ngày hôm nay thì quý vị các bạn chúng ta có mức giá và quà tặng rất là hấp dẫn luôn. Đương nhiên là khi quý vị và các bạn đặt hàng trên VTV Hyundai Home Shopping
Shopping thì không những là chúng ta sở hữu được những cái dòng sản phẩm chính chất lượng đến từ thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc, đó chính là thương hiệu Silva, mà đặt hàng thành công bằng cách là quý vị và các bạn gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên TV gia đình của mình để mình được giao hàng tận nơi nè, 63 tỉnh thành hoàn toàn miễn phí, mà còn được VTV Nam Shopping gửi kèm cho quý vị và các bạn những quà tặng hấp dẫn quý vị nha. Quà tặng thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ có ngay là đến là hai chiếc mền tuyết quý vị ạ. Mua nệm được tặng mền, nhưng mà không phải tặng một mền đâu, mà chúng ta được tặng lên đến là hai chiếc mền tuyết luôn quý vị và các bạn nha. Và cái chất liệu bông của mền tuyết thì cũng rất là mềm mịn, nhẹ dịu cho làn da của chúng ta, và khi mình đắp vào mình sẽ cảm nhận được độ mềm, độ ấm áp và độ dễ chịu của nó quý vị ạ. Và với hai chiếc mền đó thì kích cỡ của mỗi mền là 1m6 2m, cũng rất là rộng rãi thoải mái để chúng ta có thể là sử dụng luôn. Và họa tiết hoa văn thì là chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên đến cho quý vị, nhưng mà quý vị yên tâm, đều là những cái hoa văn cũng rất là tươi tắn và dễ chịu quý vị và các bạn nha. Và khi mà chúng ta có được quà tặng đó, thì nó sẽ được giao chung với sản phẩm chính về đúng địa chỉ quý vị yêu cầu luôn, miễn phí phí vận chuyển. Có nghĩa là mình đi mua nệm mà mình không có phải tốn thêm cái chi phí chở nệm về đó Minh Trí à. Và mức giá mà mình sở hữu thì bao nhiêu hả Minh Trí ơi? Chúng tôi sẽ áp dụng cho quý vị và các bạn hai kích thước khác nhau, 1m6 x 2m là 1.190.000 đồng và 1m8 x 2m là 1.390.000 đồng. Một lần nữa nhìn lại quý vị và các bạn nha, 1m6 là 1.190.000 đồng và 1m8 là 1.390.000 đồng, được bảo hành trong vòng 5 năm cho cả hai kích thước mà quý vị và các bạn chọn lựa, để chúng ta sẽ có ngay một chiếc nệm bông L3 có thương hiệu Silva, có thêm hai tấm mền tuyết bằng cách là đặt hàng theo ba cách quen thuộc. Rất là đơn giản thôi, ngay bây giờ quý vị các bạn chúng ta có thể là gọi điện thoại đặt hàng ở số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nha, hay là chúng ta đặt hàng trực tuyến cùng với vtvhyundai.vn, chỉ cần truy cập vào và lựa chọn những sản phẩm thôi. Một cách nữa quý vị có thể là tải ngay ứng dụng đặt hàng VTV Hyundai Home Shopping vào trong những thiết bị điện tử thông minh của mình và chạm nhẹ để lựa chọn dòng sản phẩm. Chúng tôi hy vọng là nó vừa có thể là trang hoàng cho không gian phòng ngủ của quý vị, vừa giúp quý vị có được giấc ngủ ngon và thật sự tiết kiệm trong chương trình ngày hôm nay. Hãy nhanh tay gọi điện thoại ngay bây giờ quý vị nhé. Như vậy là thời lượng phát sóng chương trình đã trôi qua một nửa, và nếu như gia đình của mình quý vị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc nệm chất lượng dễ dàng gấp gọn và cũng có thể là dễ dàng di chuyển ở bất kỳ không gian nào thì hãy theo dõi chương trình này trên kênh truyền hình VTV Nam Shopping. Chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva. Chất liệu ở bên trong đó chính là gòn nén 100% chất liệu polyester, và ở bên ngoài có một cái lớp vải gấm để bao bọc bảo vệ được chiếc nệm của chúng ta, với hai kích thước khác nhau, 1m6 là 1.190.000 đồng và 1m8 là 1.390.000 đồng, bảo hành cho cả hai kích thước là 5 năm quý vị nha. Và nếu như quý vị các bạn chúng ta đang tìm kiếm một chiếc nệm gọn nhẹ, chi phí tiết kiệm, sử dụng bền với thời gian bảo hành lâu dài và còn có quà tặng nữa, thì hãy nhanh tay nhấc máy và thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với chúng tôi tại vtvhyundai.vn. Trọn bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và miễn phí phí vận chuyển. Sản phẩm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, khi thì làm nệm ngủ, khi thì làm sofa, thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ, sinh viên, công nhân viên, gia đình hay có khách đến chơi nhà. Sự lựa chọn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không gian. Yên tâm lựa chọn nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, 100% gòn polyester, gồm hai lớp, lớp gòn nén 5cm, lớp vải gấm mát mịn, dễ dàng giặt giũ và vệ sinh. Sản phẩm được mua lại nhiều nhất trên VTV Hyundai với nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, được bảo hành trong vòng 5 năm, 1m6 x 2m, 1.190.000 đồng, 1m8 x 2m, 1.390.000 đồng. Số lượng quà tặng có giới hạn, chỉ áp dụng trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Quà tặng đi kèm hai mền tuyết và một chiếu điều hòa. Lựa chọn ngay sản phẩm chính để nhận thêm quà tặng tiện ích, hai mền tuyết họa tiết hoa văn ngẫu nhiên, kích cỡ mỗi mền 1m6 2m, lớp bông mềm mịn tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, thêm một chiếu điều hòa là quà tặng hấp dẫn. Chiếu được làm từ sợi mây, mang lại cảm giác mát lạnh khi nằm, chất liệu tự nhiên giúp sản phẩm bền đẹp, an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh, tiện lợi cho những gia đình có trẻ nhỏ. Cơ hội chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Quý vị thân mến, Phụng Yến thấy là thường những cái gia đình mà cái không gian chung, sinh hoạt chung nè, hoặc là không gian phòng ngủ của nhà mình hơi hẹp đó, ví dụ như là nhà của các bạn sinh viên hay là một đôi vợ chồng mới cưới nhà ở khu chung cư chẳng hạn, thì chúng ta rất là hay thường lựa chọn những chiếc nệm mà có khả năng gấp làm ba. Bởi vì khi mà mình sử dụng, mình mở nó ra, mình nằm ngủ nghỉ thoải mái, mình sinh hoạt ở trên đó. Nhưng khi mà chúng ta không cần sử dụng, mình gấp gọn nó lại, mình cất ở một góc, thì chúng ta tiết kiệm được cái không gian. Cái không gian đó mình có thể là học tập, mình có thể là trò chuyện với bạn bè, có thể là uống trà ở khu vực trống đó quý vị à. Và với những cái chiếc nệm gấp làm ba của mỗi thương hiệu nệm thì thường là những dòng sản phẩm là bán rất là chạy của thương hiệu đó luôn. Và thương hiệu Silva cũng vậy, khi mà gửi đến quý vị khách hàng tung ra những dòng sản phẩm gấp làm ba thì cũng có lượng đơn hàng rất là nhiều luôn. Và với dòng sản phẩm nệm gấp làm ba mà cái cỡ bề dày của nó là 5cm thì lại càng bán chạy nữa. Bởi vì thứ nhất là cái mức giá của nó rất là ưu đãi so với những cái chiếc nệm dày hơn. Thứ hai là nó không quá dày, không quá mỏng, nó vừa phải, vừa đủ để nâng đỡ cho cơ thể của chúng ta. Tiếp theo nữa là rất là dễ dàng để chúng ta có thể là di chuyển nó đi nhiều nơi. Không những là quý vị và các bạn có thể di chuyển ở nhiều nơi
chơi với một tấm nệm bông ép gấp làm ba của thương hiệu Silva. Mà đôi khi cái công đoạn mà mình muốn vệ sinh chiếc nệm này cũng rất là tiện lợi, bởi vì đối với chiếc nệm này ở bên ngoài có một cái lớp vải gấm và có đi kèm là khóa kéo rất là mềm mại. Đôi khi gia đình của mình, đặc biệt là có trẻ em nhỏ, thì bố mẹ đôi khi là mình cũng phải tới giai đoạn là định kỳ mình nên giặt rửa chiếc nệm này, hay là mình muốn giặt đi cả lớp vải gấm này, thì quý vị các bạn có thể là mở ra, mình có thể là giặt rửa vệ sinh cái lớp vải gấm và để bao bọc được ở với chất liệu là gòn polyester ở bên trong. Và sản phẩm của chúng tôi sẽ được bảo hành 5 năm đến từ nhà cung cấp và thương hiệu Silva, đang mang đến cho quý vị và các bạn với hai kích thước khác nhau quý vị nha. Chúng ta có kích cỡ là 1m6 hoặc là cỡ 1m8 tùy theo là cái nhu cầu sử dụng của quý vị mà mình có thể lựa chọn quý vị nha. Và mình có thể là nệm nhưng mà mình biến nó thành một cái chiếc sofa, rồi. Nó có thể là tựa vào tường với cái phần lưng đứng như thế này đây, và mình ngồi đọc sách cho các bé nghe nè, hay là các bé có thể là cùng nô đùa ở bên trên chiếc nệm và cả chiếc ghế sofa đó nữa quý vị ạ. Nệm gấp 3 cho nên là tùy chọn, mình có thể là gấp theo cái kiểu mà mình muốn quý vị và các bạn nha. Và cỡ nào thì mình cũng gấp được, cỡ 1m6 hay 1m8 mình đều có thể là gấp được luôn. Và sản phẩm được bảo hành chính hãng lên đến là 5 năm quý vị ạ. Cái khoảng thời gian 5 năm là Phụng Yến nghĩ là một khoảng thời gian cũng khá là ấn tượng cho những cái chiếc nệm đó Minh Trí ạ. Nhưng mà đây là thời gian bảo hành thôi, còn cái thời gian thực tế mà quý vị sử dụng những cái chiếc nệm bông ép này thì còn lâu dài hơn như thế rất là nhiều, bởi vì là cái chất liệu bông ép hay chúng ta còn gọi là gòn ép đó thì được tính là nó rất là bền chắc luôn đó Minh Trí ạ, và sử dụng lại an toàn cho làn da, cho trẻ nhỏ, cho nhiều đối tượng trong gia đình của chúng ta. Nói đến trẻ nhỏ thì đôi khi gia đình của mình đang có các bé trong những cái độ tuổi, những cái tháng tuổi khác nhau, và các bé có thể là trường, bò hay là tập đi nữa. Nhưng mà sàn nhà đôi khi rất là nguy hiểm là thì mình nên tận dụng ngay với tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva như thế này quý vị và các bạn nha. Ở đây chúng tôi đang mô phỏng là hình sàn nhà gia đình của mình. Đôi khi diện tích hơi hạn hẹp thì quý vị và các bạn cũng đã có ngay một cái tấm nệm bông ép với độ dày là 5cm. Ở bên trong là gòn nén cho nên các bé có thể là nô đùa, trường, bò hay là tập đi ở trên đây thì bố mẹ cảm nhận là sự an tâm hơn. Hay là đôi khi các bé có lỡ tè dầm hay là vương vãi đồ ăn lên trên này thì chúng ta muốn vệ sinh chiếc nệm này thì quý vị các bạn cũng có thể là dễ dàng, bởi vì đây là một cái tấm nệm bông ép gấp 3 và đi kèm có ngay là khóa kéo rất là êm ái, để giúp khi mà mình muốn giặt rửa chiếc nệm này hay là giặt rửa cái lớp vải bên ngoài thì mình đã có cái phần khóa kéo như thế này quý vị và các bạn nha. Chỉ cần là kéo nhẹ như thế này thôi, quý vị có thể quan sát được là cái lớp vải gấm bên ngoài rất là mát mịn, màu sắc hoa văn chúng tôi sẽ giao hàng ngẫu nhiên, và ngay cả cái phần gòn ở bên trong nữa, ở đây mình chỉ có thể là mở ra thì quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát được là lớp gòn ở bên trong là dày 5cm. Đây là gòn nén polyester nên mình cảm nhận là cái độ đàn hồi rất là êm ái. Và khi quý vị các bạn chúng ta nằm ngủ ở bên trên thì sẽ nâng đỡ tốt cho cơ thể của mình luôn quý vị các bạn nha. Và gấp làm ba như vậy thì mình có thể là dễ dàng mình gấp nó nhỏ lại rồi chúng ta đặt ở một góc và cho trẻ nhỏ gia đình của mình nằm ngủ lên bên trên đó, nhưng mà mình vẫn có thể tiết kiệm không gian cho bố mẹ đi qua đi lại và sinh hoạt ở bên trong luôn. Như vậy quý vị các bạn chúng ta có được một cái chiếc nệm rất là tiện lợi, tiết kiệm không gian cho cả gia đình của mình, và lớp vải gấm cũng như là hoa văn ở bên ngoài thì cũng cực kỳ sắc nét luôn quý vị nha. Vải gấm bọc và giữ cố định cho dáng nệm ở bên trong, đồng thời là vải gấm cũng rất là mềm cho làn da của chúng ta và dễ chịu khi mà chúng ta chạm vào. Và quý vị các bạn chúng ta khi mà lựa chọn dòng sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay thì mình có được hàng chính hãng của thương hiệu Silva, được bảo hành là 5 năm, và chỉ trong chương trình này thì quý vị các bạn chúng ta có mức giá rất là ưu đãi quý vị ạ. Chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn với hai kích thước và tương ứng với hai mức giá rất là hấp dẫn. Với kích thước là 1m6 nhân 2m, mức giá sẽ là 1.190.000 đồng, và 1m8 nhân 2m là 1.390.000 đồng. Và nên nhớ là chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 5 năm, một khoảng thời gian rất là lâu dài, để quý vị và các bạn có thể là an tâm sở hữu được một tấm nệm chất lượng đến từ thương hiệu Silva. Dòng sản phẩm đang được bán rất chạy trên kênh truyền hình VTV Hyundai Hàm Shopping, có thể tận dụng cho nhiều không gian phòng khách nè, hay là phòng ngủ, hay là ngay cả sàn nhà gia đình của mình nữa quý vị nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn, dù là mình lựa chọn cái kích cỡ nào thì cũng có quà tặng là thêm hai chiếc mền tuyết nữa quý vị các bạn nha. Và khi mà chúng ta có được hàng, có được dòng sản phẩm này ngay tại nhà của mình lúc mà chúng tôi giao hàng miễn phí đó, thì quý vị có thể là mình trải nó ra ở trên giường của gia đình chúng ta, có một cái nệm mới để mình nằm thoải mái hơn, dễ chịu hơn so với những cái chiếc nệm xẹp lún đã cũ quý vị nha. Hoặc là giúp lúc mà chúng ta muốn làm gọn nó lại, làm thành sofa thì chỉ cần là một cái thao tác rất là đơn giản tiện lợi thôi. Quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng mình nâng phần lưng của nó lên và chúng ta có thể là cho nó dựa tường quý vị ạ. Có thể là phần lưng dày hơn hoặc là phần ngồi dày hơn tùy theo quý vị sắp xếp thôi. Rất là đơn giản và tiện lợi. Còn lúc mà mình muốn chuyển nhà hay là gấp gọn lại thì chỉ cần là cũng là một thao tác đơn giản mà thôi. Một thao tác rất là đơn giản thì quý vị các bạn đã có ngay một cái tấm nệm được gấp làm ba và dễ dàng di chuyển với trọng lượng gọn nhẹ quý vị nha. Ở bên ngoài sẽ là một cái lớp vải nhung với màu sắc và hoa văn rất là bắt mắt, và màu sắc hoa văn chúng tôi sẽ giao hàng một cách ngẫu nhiên và dễ dàng vệ sinh giặt rửa cái lớp vải nhung như thế này cùng với cái phần khóa kéo rất là mềm mại và êm ái. Ở bên trong chất liệu sẽ là gòn nén polyester êm ái đàn hồi, không có bị hầm, không có bị bí, đặc biệt là các bé hoặc là những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của mình. Và trở lại không gian phòng ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về thì chúng ta cũng đã có ngay một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva với mức giá
giá cực kỳ ưu đãi. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là lựa chọn ngay kích cỡ đó là 1m6, mức giá ưu đãi 1.190.000 đồng, hoặc là chúng ta lựa chọn cái kích cỡ là 1m8 thì mức giá ưu đãi chúng tôi gửi đến là 1.390.000 đồng quý vị nha. Và dù là sự lựa chọn nào thì quý vị các bạn, chúng ta sẽ có thêm quà tặng rất là ưu đãi luôn. Đã có nệm thì quý vị và các bạn đã liên tưởng tới quà tặng, đó chính là những cái tấm chăn rất là ấm áp. Và chúng tôi sẽ gửi kèm cho quý vị và các bạn là không những là một tấm chăn mà quý vị và các bạn sẽ có ngay là hai tấm chăn với kích thước là 1m6 x 2m. Có thể là gia đình của mình đôi khi sẽ có những người bạn hoặc là những người khách đến chơi nhà thì quý vị và các bạn cũng đã có ngay một tấm chăn cho gia đình của mình, và tấm chăn còn lại mình có thể là dành tặng cho những người khách nữa cùng Phụ Yến ha. Chắc chắn rồi, và cái chất liệu của nó rất là mềm mịn quý vị và các bạn à. Và với cái lớp bông mềm mịn như thế này mình đắp vào trong cơ thể của mình cảm thấy cũng rất là ấm áp và dễ chịu luôn. Hoa văn và màu sắc thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn chúng ta ngẫu nhiên quý vị và các bạn nha. Và với những cái chiếc mền như thế này đây thì cái kích cỡ của nó là 1m6 2m, cũng đủ rộng rãi để chúng ta có thể là đắp gọn cho người của mình luôn quý vị ạ. Dễ chịu, kết hợp chung với là chiếc nệm của chúng ta. Và nếu như quý vị và các bạn chúng ta đang tìm kiếm một dòng sản phẩm nệm vừa gọn nhẹ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm không gian lại có thêm quà tặng thì đây là một cơ hội rất là đặc biệt quý vị ạ. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa thay đổi cái chiếc nệm ở nhà của mình. Đôi khi là mình nhìn lại nệm của mình đã bị xẹp lún, không còn là nâng đỡ tốt cho cơ thể của chúng ta nữa, ngủ dậy bị đau lưng, giấc ngủ không có đến thoải mái một chút xíu nào. Hãy lựa chọn ngay nệm mới với giá ưu đãi quý vị nhé. 1m6 x 2m 1.190.000 đồng và 1m8 x 2m 1.390.000 đồng. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và được bảo hành trong vòng 5 năm. Đây là một cơ hội để chúng ta đi mua nệm được tặng thêm 2 tấm mền tuyết, và đặc biệt là không cần phải mang vác cồng kềnh ngay về nhà. Quý vị các bạn chỉ cần ngồi ngay tại nhà và theo dõi trên kênh truyền hình VTV Hình Đàm Shopping, đặt hàng nhanh chóng bằng cách là chúng ta gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhinhdai.vn, hoặc là quý vị cũng có thể mua sắm trên phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Mua sắm bất kỳ bằng hình thức nào chúng ta đều có quà tặng là 2 tấm mền tuyết được giao hàng tận nhà, không phải mang vác cồng kềnh mà được miễn phí chi phí vận chuyển nữa quý vị nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm mới cho phòng không gian phòng ngủ của gia đình mình đó, thì khi mình ngồi lên mình sinh hoạt hay là trẻ nhỏ của mình có thể là chơi đùa bên trên đó, hoặc là ông bà cha mẹ lớn tuổi nữa nằm ngủ trên nệm mới chắc chắn là cũng sẽ rất là thích rồi quý vị các bạn ạ. Đầu tư một lần thôi chi phí là rất là tiết kiệm trong chương trình ngày hôm nay, lại nhận thêm quà tặng cùng ý nghĩa cũng cực kỳ thiết thực nữa chứ. Cho nên là chúng ta có thể là yên tâm sở hữu hàng chính hãng của thương hiệu Silva, được bảo hành chính hãng là 5 năm trên toàn quốc với giá hấp dẫn mà lại còn được giao về tận nhà miễn phí với vận chuyển luôn. Thay vì Phụ Yến thấy là đôi khi chúng ta mua ở bên ngoài đó Minh Trí à, mình phải tốn thêm một cái chi phí là mình chở hoặc là cái công của mình đi chở về nữa. Nhưng mà ở đây giao đến tận nhà, quý vị kiểm tra hàng ngay tại nhà của mình, mình vừa ý mình ưng ý rồi lúc đó mới cần chi trả quý vị và các bạn nha. Cho nên là đặt hàng cực kỳ tiện lợi. Hãy nắm bắt ngay thời gian của chương trình, gọi ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi đang đợi chờ từng cuộc gọi của quý vị. Trong những phút đặt hàng cuối cùng thì quý vị và các bạn sẽ nhanh tay để chúng ta sẽ có được một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva với chất liệu là bông gòn nén ở bên trong polyester và bên ngoài có một lớp vải nhung để quý vị và các bạn có thể là bảo bọc được nệm này. Được bảo hành trong vòng 5 năm, mình đi mua nệm thì quý vị và các bạn sẽ quan tâm đến phần kích thước. Chúng tôi đã gửi đến cho quý vị và các bạn để có thể là chọn lựa hai kích thước khác nhau. 1m6 1.190.000 đồng và 1m8 là 1.390.000 đồng. Được bảo hành trong vòng 5 năm với độ dày là 5cm và chất liệu đó là gòn nén được sản xuất tại Việt Nam. Vì đó tất cả quý vị các bạn sẽ an tâm hơn, cho cả trẻ nhỏ, cho cả những người lớn tuổi, cho cả bố mẹ bên trong chính gia đình của mình, và dễ dàng gấp làm bài để di chuyển ở mọi không gian khác nhau. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh, hãy nhanh tay lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng chính hãng của thương hiệu Silva, được bảo hành 5 năm trên toàn quốc, có 1m6 giá 1.190.000 đồng, có 1m8 giá chỉ 1.390.000 đồng. Nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, khi thì làm nệm ngủ, khi thì làm sofa, thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ, sinh viên, công nhân viên, gia đình hay có khách đến chơi nhà. Sự lựa chọn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không gian. Yên tâm lựa chọn nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, dòng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, 100% gòn polyester bền chắc, gồm hai lớp, lớp gòn nén 5cm và lớp vải gấm mát mềm bọc bên ngoài, dễ dàng giặt giũ và vệ sinh. Sản phẩm được mua lại nhiều nhất trên VTV Hyundai với nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, được bảo hành trong vòng 5 năm. 1m6 x 2m 1.190.000 đồng, 1m8 x 2m 1.390.000 đồng. Số lượng quà tặng có giới hạn, chỉ áp dụng trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Quà tặng đi kèm 2 mền tuyết và 1 chiếu điều hòa. Lựa chọn ngay sản phẩm chính để nhận thêm quà tặng tiện ích: hai mền tuyết họa tiết hoa văn ngẫu nhiên, kích cỡ mỗi mền 1m6 2m, lớp bông mềm mịn tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, thêm một chiếu điều hòa là quà tặng hấp dẫn. Chiếu được làm từ sợi mây mang lại cảm giác mát lạnh khi nằm, chất liệu tự nhiên giúp sản phẩm bền đẹp, an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh, tiện lợi cho những gia đình có trẻ nhỏ. Cơ hội chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong những phút đặt hàng cuối cùng thì một lần nữa quay trở lại với không gian phim trường và chúng ta nhìn ngắm lại dòng sản phẩm chính ngày hôm nay, một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva. Và tại sao sản phẩm này được rất là nhiều quý vị khách hàng yêu thích của mình ha? Điều đầu tiên là nó rất là tiết kiệm chi phí khi mà sở hữu cho gia đình của chúng ta luôn quý vị và các bạn ạ. Cỡ 1m6 1.190.000 đồng, cỡ 1m8 là 1.390.000 đồng. Sản phẩm chính hãng là được bảo hành 5 năm trên toàn quốc chính hãng của thương hiệu Silva quý vị nha. Cái ý tiếp theo nữa đó chính là nó cũng tiết kiệm, thêm một yếu tố tiết kiệm là tiết kiệm không gian sống quý vị ạ. Những gia đình chúng ta lo ngại là nếu mà mình đặt cả một giường lớn nè, hay là đặt cái không gian phòng ngủ quá là lớn thì nó có thể là ảnh hưởng đến những cái khu vực khác, rồi nhiều khi mình thiếu cái không gian sinh hoạt chung. Thì giờ đây với một chiếc nệm gấp làm ba như thế này, khi mà quý vị ngủ nghỉ thì chúng ta mở nó ra khi không cần sử dụng, gấp gọn lại cất ở một góc và tiết kiệm không gian sống gia đình của mình quý vị nha. Và cái chất liệu đó chính là bông ép hay còn gọi là gòn ép, thì bền chắc, nâng đỡ tốt cho cơ thể của mình, và quý vị yên tâm sử dụng bền bỉ trong một thời gian cực kỳ lâu dài luôn. Và bề dày của chiếc nệm này đã là 5cm, nó vừa phải để nâng đỡ cho cơ thể của chúng ta không quá dày hay là quá nặng nề trong quá trình mà mình di chuyển, cũng không có quá mỏng quý vị nha, vừa phải để chúng ta có thể là sử dụng yên tâm. Và một yếu tố quan trọng nữa đó là khi chúng ta đặt hàng thành công thì bao giờ cũng có quà tặng đi kèm quý vị và các bạn nha. Không những là chúng ta có sản phẩm chính, một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, mà đặt hàng thành công trong những phút cuối cùng này quý vị và các bạn sẽ có thêm là 2 tấm mền tuyết rất là ấm áp cho cả gia đình của mình, có thể là ông bà bố mẹ và các bé nhỏ, với kích thước mền là 1m6 x 2m, không phải là một mền mà chúng ta sẽ có ngay 2 tấm mền lận quý vị và các bạn ạ. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội và liên tục đặt hàng với 3 cách đặt hàng quen thuộc. Chúng ta có thể là tiện lợi ngay bây giờ nhấc máy và gọi điện thoại đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hay là chúng ta đặt hàng trực tuyến cùng với vtvminday.vn. Một cách thức nữa là quý vị các bạn chúng ta tải ngay ứng dụng đặt hàng vào trong những cái thiết bị điện tử thông minh của mình và mình chạm nhẹ để lựa chọn dòng sản phẩm quý vị nha. Như vậy là chỉ một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva nhưng mình tận dụng cho rất là nhiều không gian khác nhau, có thể là phòng khách, khi thì làm sofa, có thể là phòng ngủ, khi thì làm nệm ngủ cho cả gia đình của mình, hoặc là khách đến chơi nhà chúng ta cũng đã có ngay một cái phòng ngủ giả chiến chẳng hạn, để có thể là những người khách có thể nghỉ lại qua đêm. Rất là êm ái với chiếc nệm là bông gòn ép polyester ở bên trong với độ dày là 5cm, và bên ngoài có một cái tơ tấm vải để gấm để chúng ta cùng với các bạn bảo bọc được tấm nệm này, được bảo hành trong vòng 5 năm với 2 mức giá cực kỳ ưu đãi: 1m6 x 2m 1.190.000 đồng và 1m8 x 2m là 1.390.000 đồng, bảo hành trong vòng 5 năm, nhận thêm 2 tấm mền tuyết quý vị nhé. Và với 2 mền tuyết quà tặng thì thay vì quý vị các bạn chúng ta phải sở hữu thêm mền ở ngoài thị trường, cái mức giá thành mình đầu tư cho 2 mền thì cũng phải là vài trăm ngàn đồng quý vị ạ. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta có thêm là 2 mền quà tặng quý vị nha, được giao chung với sản phẩm chính về tận nhà của mình luôn, và cái chất liệu bông của nó cũng cực kỳ mềm mịn luôn, dễ chịu cho cơ thể của mình, và mình có thể đắp êm ái cho trẻ nhỏ, cho ông bà cha mẹ ở trong gia đình của chúng ta. Và mình có đến 2 chứ không phải là 1 mền quý vị ạ, và mỗi mền kích cỡ là 1m6 2m. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi ngay bây giờ quý vị nha. Hãy liên tục gọi vào số tổng đài được tư vấn kỹ hơn và để lại địa chỉ giao hàng, không cần phải mang bác về nhà cồng kềnh. VTV Hyundai Home Shopping sẽ giao hàng tận nhà cho quý vị trên 63 tỉnh thành khác nhau và miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công để chúng ta có được dòng sản phẩm chính, một tấm nệm bông ép gấp 3 của thương hiệu Silva, để chúng ta có thêm quà tặng hấp dẫn đó là 2 tấm mền tuyết quý vị nhé. Và nói đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và xin hẹn gặp lại gia đình mình trong những chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvvinday.vn.